Điểm yếu của mình thì mình không thích người nóng tính. Rung quá sao mà hỏi một đường thì bà trả lời một nẻo. Hỏi là điểm yếu của bà là gì, bà kêu là không thích người nóng tính. Chị rung hả? Không nhớ nói. Bình cứ bình là chồng chia tay là lý do chồng mình lăng nhăng hả? Dạ. Ông có bồ hay sao? Ông có vợ nhỏ. Ông lấy vợ nhỏ luôn chứ bồ gì nữa. Mình bắt tại trận không? Dạ bắt tại trận. Bắt tại trận ở đâu? Ở cầu sáng ở Đức Hòa. Bắt ở trong nhà nghỉ hay ở đâu? Ta mướn nhà ở chung luôn mà. Chuyện kinh tế đồ không cần thiết đâu, chỉ cần một người có tâm là được. Sống đạo đức có tâm là được. Không cần giàu có. Dạ. Rồi. Thế thì bây giờ nhiều người ta thích điều kiện kinh tế tốt thì sau này cuộc sống của mình nó đỡ vất vả. Thế tại sao chị lại không muốn điều đó? Không, cái điều đó thì mình nghĩ là may mắn thôi chứ mình không mơ ước gì như đó. Mình không có quyền quyết định đúng không? Dạ. Và bây giờ trước mắt là chị muốn đi tìm hạnh phúc. Dạ. Chân thành của mình. Dạ. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn quay trở lại chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có một chị gái cũng rất là dễ thương, xinh đẹp, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, lên đây nhờ anh em kết nối tìm kiếm một nửa yêu thương của mình. Yêu cầu chị đưa ra cũng rất là dễ, nghèo cũng được, già cũng được, mặt xấu cũng được. Một yêu cầu thật sự rất đơn giản luôn. Thì tại sao một cô gái xinh đẹp và với một yêu cầu đơn giản như vậy, liệu ngày hôm nay có tìm được hay không và kết quả ra sao? Xin mời mọi người cùng đón xem sau ít phút. Rồi thay mặt anh em ở đây, xin chào chị nhé. Dạ, hôm nay chị đến đây chào mấy anh em chương trình. Dạ, chị giới thiệu cho mọi người biết là mình tên gì, bao nhiêu tuổi rồi, mình đến từ đâu? Mình tên Nguyễn Thị Loan, đến từ Bình Dương hay là... Bình Dương ha? Dạ. Rồi chị Loan, đến từ Bình Dương. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng. Mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này, Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Yeah. Rồi, thế chị giới thiệu cho mọi người biết là cái tình trạng hôn nhân của mình như thế nào? Tình trạng hôn nhân của mình thì ông xã có vợ nhỏ rồi, mình ly hôn năm 2018. Còn ly thân thì năm 2013 tới năm 2018 mới ly hôn. Vậy là coi như là cũng 6-7 năm rồi. Dạ. Yeah. Trời ơi, vậy trong cái thời gian mà 6-7 năm đó thì chị đã quen ai chưa? Mình có tìm hiểu một người mà thấy không hợp rồi cũng chia tay, có người một. Một người một thôi. Dạ. Người đó tìm hiểu được bao nhiêu lâu? Được 3-4 tháng. 3-4 tháng là chia tay rồi? Dạ. Sao nhanh vậy? Thấy không hợp. Ôi, hồi nãy chị nói năm nay mình bao nhiêu tuổi hả? Sao? Chị bao nhiêu tuổi rồi hả? 42 tuổi. 42 tuổi, còn khá là trẻ. Vậy là sinh năm 82. Dạ. Rồi, thế chị theo dõi chương trình của tụi em lâu chưa? Được 2-3 tháng rồi. Ừ, 2-3 tháng rồi hả? Vậy cũng lâu rồi ha. Chị theo dõi chương trình của tụi em được 2-3 tháng rồi. Mình dạ. Chỉ thấy giới thiệu, mấy tụi em có giới thiệu thuốc cố của nhạo á. Dạ. Chị xương khớp rất là hay, chị có mua cho cha chị uống thử 2-3 chai rồi thấy rất là có hiệu quả. Rồi hôm nay chị tới đây tính mua thêm cho cha chị uống thêm vài chai nữa cho hết hẳn luôn. Dạ, thế cha mình bao nhiêu tuổi rồi? Cha chị 70 mấy tuổi rồi. Cha chị 70 mấy tuổi rồi hả? Thế hồi đó chị mua là mấy chai? Hồi đó mua 3 chai. 3 chai hả? Thì khi mà ba uống được mấy chai thì ba bớt? Uống được chai đầu là thấy giảm hẳn rồi. Giảm bớt rồi ha. Dạ. Rồi, trước khi uống thì cái tình trạng ba của chị đau nhức xương khớp làm sao? Như là nhức khớp, nhức đầu gối với mỏi lưng rồi đó. Đi lại có được không? Đi được mà yếu. Đau ha? Dạ đau. Thì sau khi uống được 3 chai thì bây giờ ba chị tình trạng nó bớt nhiều chưa? Bớt nhiều rồi, đỡ cỡ 60-70%. Ông đi lại ngon lành rồi ha? Dạ. Dạ, ô vậy là quá tốt rồi. Rồi cũng hy vọng là ba chị uống cho nó khỏi hẳn ha. Dạ. Tí giờ em sẽ cầm với chị 3 chai nữa về uống cho nó khỏi hẳn nhé. Dạ, dạ. Thì cái này nó cũng chữa rất là hay, có nhiều người khỏi rồi. Thì cũng cảm ơn chị đã tin tưởng và sử dụng. Mà chị mua cách đây chắc cũng mấy tháng rồi nhỉ? Dạ, cũng 2-3 tháng rồi. 2-3 tháng rồi hả? Dạ. Dạ, thôi vậy thì cũng mừng. Rồi, thế hôm nay mình lên đây là mình kết hợp luôn. Dạ, lên đây nhờ tụi em kết nối yêu thương giùm chị. Kết nối yêu thương giùm luôn. Đó là chị tiện thể thì chị lên đây chị mua luôn. Chứ nếu mà bình thường chị không cần lên em cũng gửi hàng được toàn quốc luôn.
bất cứ ở đâu mua hàng em cũng gửi được hết chị nhé. Dạ. Sau mình mua mình cứ gọi điện cho em là được rồi. Giống như lần trước chị mua đó. Dạ. Chị cứ gọi điện, chị đọc tên, địa chỉ, số điện thoại là em sẽ giao hàng tận nhà cho mình. Dạ. Dạ. Rồi, thế bây giờ ba mình uống rồi khỏi, ba có mừng không, vui không? Mừng lắm chứ. Mừng hả? À, mình hết đau hết nhức rồi, mình cũng thấy vui lắm. Trước đó ba uống có nhiều loại thuốc chưa? Cũng có uống nhiều thuốc nhức lắm. Nhưng mà không khỏi. Dạ mà cũng không khỏi, uống thì nó bớt thôi. Rồi, thế hôm nay ba khỏi rồi, ba có kêu con gái đi lấy chồng không? Đấy, chị đi thì ba mẹ có biết không? Không, mình tự đi mà cha mẹ không biết. Cha mẹ không biết à? Rồi. Làm ở Bình Dương rồi đi luôn. Thế con mình có biết không? Cũng biết, cũng đứa. Rồi con nói sao? Nó cũng ủng hộ. Ủng hộ hả? Rồi, thế chị chia sẻ chút xíu về cái điều kiện, hoàn cảnh, tính cách của mình như thế nào này? Tính cách của mình thì hòa đồng, cũng ít nóng lắm. Ừ. Mình có ưu nhược điểm như thế nào? Ưu điểm, nhược điểm là điểm xấu và điểm yếu của mình á. Mình điểm yếu của mình thì mình không thích người nóng tính. Dùng quá sao mà hỏi một đường thì bà trả lời một nẻo. Hỏi là điểm yếu của bà là gì, bà kêu là không thích người nóng tính. Chị Dung hả? Không nhớ nói. Bình, cứ bình tĩnh, cứ xem như chị em mình nói chuyện với nhau uống nước thôi nhá, không phải là cái gì hết. Tại vì chương trình này nó hoàn toàn tự nhiên thôi. Chị cứ nghĩ sao chị nói vậy ha. Tụi em cũng hỏi những câu hết sức là đơn giản, không có gì là khó hết mà phải rung dữ vậy. Ý là cái điểm mạnh và điểm yếu của chị á, chị có những cái điểm tốt nào? Điểm yếu thì tính mình thích hay làm từ thiện với không có nóng. Cái đó là điểm tốt đó má ơi, phải điểm yếu đâu. Điểm yếu là mình có xấu tính không? Không có nhớ nói đó. Có ích kỷ hẹp hòi không? Có khó tính không? Điểm yếu là gì ha? Cái điểm xấu á. Có cờ bạc không? Điểm yếu thì mình không có nóng tính, mình hay cười. Bây giờ hít thở ra cho sâu nào. Cứ hỏi một đường trả lời một nẻo này. Hít rồi. Rồi bình tĩnh chưa? Rồi. Không, bây giờ phải nói cái điểm yếu làm sao, nói trước đi mình mới hiểu. Điểm yếu là ví dụ như là cái tật xấu của mình. Mình có cái tật xấu nào không? Không. Không có tật xấu. Dạ. Yêu thương chồng con. Yeah. Siêng năng chịu khó làm ăn, không có lăng nhăng. Đó là điểm mạnh của mình ha. Vậy là điểm mạnh nha. Đúng rồi, điểm mạnh của mình. Yeah. Điểm yếu là chị có một điểm yếu là hơi nhút nhát đấy. Là nói vậy đấy ha. Ừ, hơi nhút nhát. Tự nhiên nói không biết nói sao. Chứ đám đông là mình nhút nhát quá là điểm yếu của mình đó. Yeah. Rồi, thế thì hồi đó chị nói là chồng chia tay là lý do chồng mình lăng nhăng hả? Dạ. Yeah. Ông có bồ hay sao? Ông có vợ nhỏ. Ông lấy vợ nhỏ luôn chứ bồ gì nữa. Mình bắt tại trận không? Dạ bắt tại trận. Bắt tại trận ở đâu? Ở cầu sáng ở Đức Hòa. Bắt ở trong nhà nghỉ hay ở đâu? Tao mướn nhà ở chung luôn mà. Mà chị tới tận nơi hai người đang làm không? Không, lúc mình đi lại bằng ngày đâu có bắt gặp đâu. Có trần chuồng không? Ở chung nhà thôi. À biết là đang ở chung nhà. Dạ. Khi đó tới thấy đang làm gì? Có thấy làm gì đâu, rồi ổng đi bán đồ rồi vợ ông ở nhà chứ. Rồi chị bắt tại trận rồi ông nói là sao? Ổng nói ở được, không ở thì về làm giấy đi dưỡng việc chứ. Thì cái người nhân tình nó có nói gì chị em? Có đi lỡ đó chửi quá trời chửi. Ai chửi? Người vợ nhỏ đó. Người vợ nhỏ đó chửi chị. Kỳ vậy? Chẳng lẽ chị không chửi thôi chứ mắc mới gì người. Lỡ đó cũng như là em lỡ đó là cũng như là nói ông chối không mà ông đi 6-7 năm trời mà nói chối nó không có mà đăng hình để hình đại diện Zalo rồi đó. Rồi đi lỡ đó bắt tại tay vậy đừng, cho ông hết chối đừng đi về ly hôn thôi. Đi 6-7 năm luôn. Dạ. Trời đất. Tội nghiệp ha. Mà cái người nhân tình nữa có đẹp không? Cũng có được. Mà tại ta có tiền. Ta có tiền còn mình nghèo không có tiền. Trời ơi. Rồi hiện tại giờ chị đang làm công việc gì? Làm công ty gỗ. Làm công ty gỗ ha, ở Bình Dương. Dạ. Rồi vậy là cũng một công việc mình có ổn định không, thu nhập ổn định không? Thu nhập cũng ổn định. Cuộc sống hiện tại là vẫn ổn định ha. Dạ. Rồi thế thì lý do tại sao hôm nay chị quyết định là lên chương trình này? Tại vì mình muốn kiếm một người bầu bạn về lúc tuổi già.
Thế chị bây giờ chị cần một người có cần tài giỏi, kinh tế ổn định, giàu có không, hay là cần một người bình thường thôi hay sao? Chuyện kinh tế đồ không cần thiết đâu, chỉ cần một người có tâm là được, sống đạo đức có tâm là được, không cần giàu có. Dạ. Rồi thế thì bây giờ nhiều người ta thích điều kiện kinh tế tốt thì sau này cuộc sống của mình nó đỡ vất vả. Thế tại sao chị lại không muốn điều đó? Không, cái điều đó thì mình nghĩ là may mắn thôi chứ mình không mơ ước gì như đó. Mình không có quyền quyết định đúng không? Dạ. Và bây giờ trước mắt là chị muốn đi tìm hạnh phúc. Dạ. Chân thành của mình. Dạ. Bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Thế mình muốn một những anh những chú đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Lớn hơn mình là được rồi. Chị là 52. 42. 42. Cần những anh mà từ 42 trở lên. Dạ, 42 trở lên. Tới bao nhiêu? 60 gì đảo lợi được rồi. 60 được không? 70 được không? Dạ được. 70 được luôn. 70 yếu á. 70 yếu rồi có được không? Cũng được luôn. Yêu cầu người đó có tâm là được rồi. Có tâm là được. Ừ, xong có đạo đức là được rồi. Rồi. Thế nếu anh nào chú nào mà ví dụ như mà không có nhà cửa, nói chung là vì điều kiện hoàn cảnh hơi khó khăn đi, mà xem được video này cảm thấy rất là hợp với chị, yêu thương chị thật lòng luôn, và chị cũng có tình cảm với người đó, thì mình có đồng ý chấp nhận người ta về nhà mình ở luôn không? Đồng ý chấp nhận luôn. Đưa về nhà ở luôn? Dạ. Trời ơi dễ đấy. Em cần có tâm là được rồi. Chuyện quá dễ ha. Điều kiện cũng dễ. Nếu mình chị có khó khăn không? Đấy là mình khắc khe với gia đình không? Không đâu. Ừ. Khắc khe thì em không có đâu. Thế mà ngày xưa mà lúc mà mình phát hiện ra chồng mình đi theo gái cho mình cũng tổn thương nhiều lắm hả? Dạ. Lúc đó rất là tổn thương, buồn 7-8 năm trời chưa hết. Chị mình cũng yêu thương chồng nhiều. Dạ. Chị hiền nè, cũng dễ thương, xinh đẹp. Mà hoài chắc cũng có rất là nhiều anh cũng đeo đuổi mình chứ. Nhưng mà mấy người đó không thật lòng đâu, mình không có quan tâm. Mà nhiều không? Nhiều ha. Cũng có vài người. Có anh nào ít tuổi hơn mình thích mình không? Cũng có luôn, mà ít tuổi hơn mình không thích. Thích người lớn hơn chững chạc, tại vì mình đã có một lần lỡ dở rồi, còn trẻ tuổi còn bồng bột, mình không thích. Càng trẻ càng tốt. Dạ. Đối với yêu cầu rất đơn giản của chị như vậy, mà anh nào phù hợp đưa về nhà mình sống luôn, mình không có ngại vấn đề đó không? Dạ không. Con mình nó có nói gì không? Không. Không sao hết. Dạ không sao hết. Rồi. Quá dễ luôn. Mình lên chương trình thì con rồi người thân bạn bè biết không? Chỉ có con biết thôi chứ chị em chưa biết, tại vì đang làm rồi, bữa nay muốn đi thì đi vậy đó. Ừ, thôi thì nói chung là mình cứ nói trước bước hôm qua. Dạ. Cứ khi nào mình trao đổi trong gia đình mình trước cái đám, khi nào thành công rồi mình báo cho mọi người sau. Dạ. Không nên nói mọi người biết trước. Thì cũng tính là vậy đó, trong ý cũng đúng, tính vậy đó. Đúng rồi. Chứ mình bàn chi trong gia đình cái nó gùm beng. Rồi, thế chị ghét nhất người đàn ông có tính như thế nào? Ghét tính người đàn ông gia trưởng. Gia trưởng. Ghét điều gì nữa? Gia trưởng cọc cằn với lại không quan tâm, không biết quan tâm người khác. Nhậu hút thuốc gì được không? Không, không thích. Hồi đó ông xã mình nhậu hút thuốc rồi cái gì cũng có á. Mình ghét nhất là những điều đó. Ừ. Khi mình bị phụ tình là mình cảm thấy nó suy sụp luôn à? Dạ. Buồn 6-7 năm luôn á. Dạ. Như vậy khi đó chắc chị cũng yêu anh thật lòng nhiều ha. Hồi đó mình khờ lắm, không có biết đi chơi đi gì chứ á. Cha mẹ gả mình đừng thôi, chỉ biết thương chồng thôi đó. Có tối chắc khóc nhiều ha. Khóc nhiều. Nhiều lắm. Tội nghiệp. Thôi cố gắng đi, anh em tìm cho người nào phù hợp nhé. Dạ. Cố gắng. Giờ tối mình có đi chơi đâu không? Không đâu anh. Hay làm về? Đi làm về là ở trọ ngủ, rồi ngày chủ nhật cũng không có đi đâu. Rồi, lên Bình Dương thì biết từ công ty về trọ thôi, không có đi đâu chơi. Hiền ha. Bây giờ ví dụ như anh nào chú nào mà thấy mình phù hợp, mình có sẵn sàng về dưới quê ở chung với người ta không?
Nếu mình được tìm hiểu với nhau thì ở đâu sống được mình cứ sống. Ở đâu cũng được hết ha. Dạ. Về nhà mình cũng được. Dạ. Ở nhà người ta cũng được. Dạ. Ở đâu cũng được hết. Nếu cuộc sống ổn định là được. Làm được, sống được là được. Chị nấu ăn nó ngon không? Nấu ăn hơi dở. Đi làm thì giỏi chứ nấu ăn thì hơi dở. Làm giỏi lắm hả? Làm giỏi lắm. Đồng ruộng lúa gì cái gì cũng biết, gãy quá gì cũng biết. Nói chung là đi làm nhiều đó, bởi trong nhà dở. Bây giờ mình làm công ty về sản xuất về cái gì? Về ngành gỗ. Dán hết. Rồi. Hôm nay lên đây có vui không? Cũng vui. Hết rung chưa? Đỡ rồi. Đỡ. Rồi. Tay rung còn cặp vừa. Rồi hôm nay lên đây thì anh em cũng cảm ơn chị đã tin tưởng chương trình. Và lên đây nhờ anh em kết nối. Anh em sẽ cố gắng để kết nối cho chị sớm nhất có thể nhá. Dạ. Rồi trước khi kết thúc thì chị có lời nào muốn nhắn gửi tới các anh, các chú đang theo dõi video ngày hôm nay không? Trước hết em lên chương trình này thì nhờ mấy anh ghi hình, thì anh nào thấy em họp thì liên hệ chương trình mình tìm hiểu. Rồi. Ô, chị có đồng ý cho mọi người sử dụng hình ảnh và video của mình để chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội khác nhau và cam kết là không gỡ xuống, chị đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi cảm ơn chị nhé. Rồi thay mặt anh em trong đội cũng xin chúc chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, đặc biệt sớm tìm được một người yêu thương. Có thể nói là một người yêu thương rất đơn giản. Rất rất đơn giản. Không cần giàu sang phú quý, già cũng được, xấu cũng được. Thật sự là thôi, chúc chị sớm tìm được hạnh phúc nhé. Và cũng xin cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã đón theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đừng quên để lại những lời bình luận góp ý để câu chuyện có góc nhìn đa chiều hơn. Và nhớ đăng ký kênh, bấm vào chuông để đón xem những video lần sau một cách nhanh nhất và mới nhất. Mọi người đăng ký kênh, bấm vào chuông thì lần sau mới xem video nhanh được. Chứ còn không đăng ký kênh, không bấm chuông, hôm sau là người ta cưới chồng mà mình mới xem được là thua. Rồi bây giờ xin cảm ơn và xin kính chào. Cảm ơn mấy chương trình. Trung quá hả? Trung chưa? Bình tĩnh đi, sao rung dữ vậy? Giờ bình tĩnh chưa? Chắc chỉ biết thật đi đâu lắm hả? Đợi giờ mới đi đâu thiệt hả? Trời ơi, thật nhiệt hả? Rung quá hay rung vậy? Uống sao? Cô uống tốt lắm, đỡ được 80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi cô ơi, chúc mừng cô. Ừ. Thế trước khi cô uống là cái tình trạng của cô nó như thế nào? Bà Đà Thị Đông đấy, ôi dồi, hai hông nó đau này, rồi là xương sống nó đau, trên đau dưới đau lắm. Dạ, rồi cô uống vào rồi đó. Thế là cô uống thế nào nghe thấy trên TV ấy, thế là cô mua hai chai thế là phải uống đỡ lắm. Thế 10 phần thì cô bớt được mấy phần rồi? Thế 8 phần. Dạ, thế hôm trước là cô đau nhức xương khớp ở chỗ bên hông, ở bên thắt lưng hả? Ồ, thắt lưng này, xương sống này, rồi hai cái xương cột đít à, đau lắm, không ngồi được cơ mà. Bây giờ cô ngồi được chưa? Ôi, bây giờ vô tư rồi, giờ không đau nữa, chỉ là gọi là tuổi già còn một tí thôi. Yeah. Chứ không. Thế thì cô không, uống được không, mấy không chai? 80%. Cô uống được mấy chai thì nó bớt? Hai chai. Uống hai chai là nó bớt rồi hả? Ừ, hai chai là bảo đảm tốt lắm. Vậy là quá tốt rồi, chúc mừng cô nhá. Ừ. Hy vọng năm mới uống cho nó khỏi hẳn đi cô nhá. Ừ, cô ở Hải Dương mà. Dạ rồi. Thì hôm nay cô có lấy thêm không? Ừ, cô còn để cho về em hỏi em đi, em có cô lấy thêm hai chai nữa mà chờ em về á. Dạ dạ rồi, ok cô, về năm mới con chúc cô mạnh khỏe nhá. Ừ. Dạ rồi, cô uống tốt cô giới thiệu cho con nhá. Ừ, cứ quảng cáo đi là cô khỏi lắm thì đã đạt 80% bây giờ. Đây là tốt rồi. Tư rồi. Dạ dạ rồi, chúc mừng cô, vậy là quá tốt nhá. Ừ. Rồi con chào cô. Ừ. Dạ.